Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con nơi trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ ba, hôm nay con hãy đem đến cho cha hết thảy các linh hồn đạo đức và trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của cha. Các linh hồn này đã mang đến cho cha niềm an ủi trên đường thất gia. Chính họ là giọt ủy an giữa đại dương cay đắng của cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đào đổ chan hòa ơn thánh cho từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì tình yêu kỳ diệu trái tim Chúa đang bừng cháy đối với Đức Chúa Cha trên trời. Nhưng phép lạ của lòng thương xót thật huyền nhiệm, kẻ tội lỗi người công chính chẳng ai hiểu thấu. Khi ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, Chúa lôi kéo hết thảy đến gần tình Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến các linh hồn trung nghĩa như phần sản nghiệp của con cha. Nhân vì cuộc khổ nạn tham thương của người, xin cha chúc lành và che chở họ luôn mãi. Như vậy họ sẽ không sai phạm trong đức mến, hoặc đánh mất kho tàng đức tin thanh thiện, nhưng được cùng các thiên thần và các thánh tôn vinh lòng thương xót vô cùng của cha đến muôn đời. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu vô cực thánh của con cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh để dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen.
Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.